Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cụm rừng cẩm thị nhà mình nha. Cái này là liền cốt luôn. Cây form thiên nhiên sống khỏe nha mình. Cụm này liền rất là già luôn. Này, form cây nhìn rất là cổ nha. Cái này có mã số là 155, có số đo tổng hoành gốc là 148, cây cao là 70 tính từ cái mặt đất nha, lên tới cái đầu thân chính này nha mình. Tới đầu chính đó nha. Cây đang nằm à, cái bầu ươm là 75. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 2 triệu rưỡi bao ship nhà mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này giao lưu với nhà mình thì nhà vườn sẽ thống hạ bớt cái chi cành này hết nha. Ngắn còn xuống cỡ 15-20 thôi. Để cho nó trong quá trình vận chuyển nó bớt qua đập. Cái nó khỏe cây nữa nha mình. Cây này về mình lên cái khay mỏng mỏng cho nó tuyệt vời luôn. Đây. Rừng này rất là đẹp luôn. Liền hết nha mình. Cây này cũng tầm 2 người khiêng nha. Mình xem tham khảo luôn. Form cây rất là già. Rồi mã số 155. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 2 triệu rưỡi bao ship nha. Cho một phôi cẩm thị cụm rừng này nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.